Pháp Uyển, Châu Lâm. Sa môn Thích Đạo Thế chùa Tây Minh biên soạn. Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Quyển 94. Nhân duyên cảm ứng. Thiên tưởng dục. Sơ lược dẫn ra các truyện. 1. Lạc Tử Uyên thời Hán. 2. Sa môn Pháp Ngộ thời Tấn. 3. Diễu Thiệu Chi thời Tấn. 4. Tưởng Tiểu Đức thời Tống. 5. Sa môn Trúc Tuệ Xí thời Tống. 6. Gia Cát Khác thời Ngô. 7. Chu Vũ Đế. 8. Triệu Văn Nhã thời Tùy. 9. Tôn Hội Phát thời Đường. 10. Lý Thị thời Đường. 11. Trịnh Sư Biện thời Đường. 12. Vi Tri Thập thời Đường. 13. Tạ Thích Thị thời Đường. 14. Nhậm Ngũ Nương thời Đường. Câu chuyện thứ nhất. Vào thời Hán Hiếu Xương, có Lạc Tử Uyên là một dũng sĩ, tự nói là người dùng Lạc Dương. Trong thời Hiếu Xương đốn giữ tại Bành Thành, người cùng quân trại với Tử Uyên là Phàn Nguyên Bảo, được nghỉ phép trở về kinh sư. Tử Uyên trao cho một phong thư khiến đến đưa giúp và chặn. Nhà đó ở phía nam của Linh Đài, gần Lạc Thủy. Khanh chỉ đến chỗ ấy, người nhà tự tra sẽ gặp nhau. Nguyên Bảo như lời nói, đến phía nam của Linh Đài, thấy không có người nhà, băn khoăn muốn đi. Bỗng nhiên thấy một ông lão hỏi rằng: từ đâu mà đến đây, sao bồi hồi ở nơi này? Nguyên Bảo đến gần nói rõ đầu đuôi sự việc. Ông lão nói: chính là con trai ta. Nhận lấy thư rồi dẫn Nguyên Bảo đi vào, mới thấy nhà cửa cao trọng, lầu đài tráng lệ vô cùng. Liền cùng nhau ngồi, sai người hầu lấy rượu. Chốc lát, người hầu ôm một đứa bé đã chết đi qua. Nguyên Bảo nhìn thấy rất quái lạ. Lát sau rượu mang đến, màu rượu đỏ tươi, thơm ngon khác thường, cùng bày biện thức ăn, có đủ sơn hào hải vị. Ăn uống xong rồi, xin cáo từ. Ông lão tiễn Nguyên Bảo đi ra và nói rằng: khó mong được gặp lại lần sau. Vì vậy mà hối tiếc buồn bã, chia tay rất thiết tha ân cần. Ông lão quay trở vào, Nguyên Bảo không còn thấy cửa ngõ ấy, chỉ thấy sườn núi cao đứng trước dòng sông, sóng nước dập dờn. Lát sau chỉ thấy một đứa trẻ mới bị chết đuối, máu trong mũi đang chảy ra, mới biết rượu đã uống trước đây chính là máu. Đến khi trở về Bành Thành thì Tiểu Uyên đã mất rồi. Nguyên Bảo và Tử Uyên cùng đóng quân trấn giữ 3 năm, nhưng không biết chính là thần của vùng Lạc Thủy. Chuyện này trích trong Lạc Dương Tự Ký Lục. Câu chuyện thứ hai. Thời nhà Tấn có Sa môn Thích Pháp Ngộ ở chùa Trường Sa, vùng Kinh Châu. Không biết là người nơi nào, tuổi trẻ ham học hỏi, dốc chí theo kinh điển, thờ Đạo An làm thầy, hiểu biết khác thường. Thế là trời chỗ ở đi về phía đông, xuống ở lại trong chùa Trường Sa, dùng Giang Lăng mà thuyết giảng kinh pháp. Người theo học có hơn 400 người. Lúc ấy có một vị tăng uống rượu bỏ quên thắp hương buổi tối, Pháp Ngộ chỉ ngăn lại trách phạt mà không đuổi đi. Đạo An từ xa nghe thấy, lấy ống tre chứa một chiếc roi bằng cây kinh, tự tay mình niêm phong, viết vào để cởi cho Pháp Ngộ. Pháp Ngộ mở niêm phong, thấy cây roi liền nói rằng: đây là do uống rượu,
ta khuyên răng dạy bảo không chịu khó rời xa, mà để lại món quà buồn la này. Liền khiến chị Duy Na gõ bảng tập trung đại chúng, lấy ống tre đựng chiếc roi đặt trên ghế, đi thắp hương xong, Pháp Ngộ mới đứng dậy đi ra trước đại chúng, hướng về ống tre lễ chào cung kính, ngay sau đó nằm sát dưới đất, khiến chị Duy Na đánh roi 3 lần, trời nước mắt tự trách mình ướt đẫm ống tre đựng chiếc roi. Lúc ấy đạo tục dùng không có ai không thở than. Từ đó người theo học động viên nhau, học theo rất đông. Sau đó viết thư cho Tuệ Viễn rằng: tôi là người tối tâm kém cỏi, không có năng lực dẫn dắt mọi người. Hòa thượng tuy cách trở ở khu vực khác, hãy còn từ xa trũ lòng nghĩ đến buồn so. Tội lỗi của tôi thật là sâu dày. Về sau qua đời tại Giang Lăng, hưởng thọ 60 tuổi. Chuyện trên đây trích từ Lương Cao Tăng truyện. Câu chuyện thứ 3. Thời nhà Tấn, có Diệu Thiệu Chi ở vùng Tân Giả, thọ bé tên là Đạo Phúc. Thời nhà Tấn làm quan thái thú vùng Tương Đông, cùng với em trai trong họ là Tống Hiệp ở Nam Dương, có tình cảm vấn vương thật tốt đẹp. Cuối thời Tấn Nguyên Hưng, Thiệu Chi bệnh nặng mà qua đời. Trong thời Tấn Nghĩa Hy, bỗng nhiên hiện hình đến thăm Tống Hiệp. Hình dáng áo quần đều giống như lúc còn sống, nhưng hai chân bị mang công. Đã đến nơi rồi liền cởi công ra, đặt xuống đất mà ngồi. Tống Hiệp hỏi vì sao mà quay lại được, mới đáp: tạm thời được nghỉ mà quay về, cùng với em thân thiết tốt đẹp nên tự mình đi qua đây. Tống Hiệp hỏi về chuyện của quỷ thần, Thiệu Chi thì sơ lược nói, chứ không nói gì chính xác. Chỉ nói rằng nên chịu khó tinh tiến, không được giết hại mạng sống. Nếu không có thể đoạn tuyệt tất cả thì cũng đừng giết thịt trâu bò. Lúc ăn thịt không nên ăn tim của loài vật. Tống Hiệp nói: ngũ tạng và thịt thì có gì khác nhau? Đáp: trái tim là nhà của thiện thần, nếu ăn thì mang tội rất nặng. Hỏi thăm tất cả thân thích, nhưng đó nói đến chuyện đời, cuối cùng lại muốn uống rượu. Tống Hiệp luôn luôn có rượu ngâm vị thuốc của cây thù chu và bánh ngọt, vì thế liền bày ra. Rượu bày ra chế vào ly mà không uống, mới nói rằng: có mùi của cây thù chu. Tống Hiệp nói: là rượu dở chân. Mới đáp: các quan gì đó đều sợ mùi này, chứ không riêng chị anh. Thiệu Chi là người có tiếng nói cao và mạnh, lúc trò chuyện này không khác gì ngày thường. Một lúc sau, con của Tống Hiệp từ xa đi đến. Thiệu Chi nghe tiếng dép thì sắc mặt có vẻ rất sợ hãi, nói với Tống Hiệp rằng: sinh khí bị lấn át, không thể ở lại được, cùng với em cách biệt 3 năm mà thôi. Thế là luồn công vào mà đứng dậy, đi ra cửa liền mất dạng. Về sau Tống Hiệp làm quan chánh Viên Lang, quả nhiên 3 năm mà qua đời. Câu chuyện thứ 4. Thời nhà Tống có Trưởng Tiểu Đức, là người dùng Giang Lăng làm thứ sử Nhạc Châu. Lúc ấy Chu Tuân làm thính sự giám sư, thấy trẻ mà có lòng tín nghĩa hướng đạo, chăm chỉ hơn người, Chu Tuân rất thích. Cứ mỗi lần có pháp sự thì khiến trông coi biết rõ sự việc ấy. Cuối niên hiệu Tống Đại Minh mắc bệnh mà chết. Vào canh 3 trong đêm đã sắp tẩm liệm thì sống lại mà nói: có sứ giả gọi tên bảo là nhà vua truyền lệnh triệu tập. Tiểu Đức liền đi theo. Đã đến nơi, nhà vua nói: ông chịu khó siêng năng, cẩn thận cung kính dâng theo đại pháp, để ban cho ý chỉ tốt nhất, để ông chuyên chú đến cùng, nên mau chóng sanh vào nơi tốt lành. Mà số mạng của ông còn dài, nên khiến ta đặc biệt tự mình gọi đến. Hôm nay ông sắp nhận được sự vui vẻ sung sướng trong cõi trời. Tiểu Đức vui mừng dâng dạ. Nhà vua nói: ông có thể tạm thời trở về nhà mà gửi gắm gia đình thân thuộc những gì mong muốn, và làm công đức thật nhanh chóng, 7 ngày sau lại đến. Tiểu Đức nhận lời mà trở về. Đường đi qua một nơi có nhà nhỏ rất sơ sài rách nát, gặp năng công trong chùa mới ở tại căn nhà này, trước đã vốn có quen biết, thăm hỏi nhau chu đáo. Năng công nói: bần đạo từ khi xuất gia đến đây chưa từng uống rượu,
sáng sớm đến chỗ Lan Công. Lan Công khổ vì gặp nhau mà vua mừng khuyến khích nài ép uống hơn một thăng rượu, bị nhà vua gọi đến là vì lý do này. Bần đạo nếu không vì điều này thì sẽ được sanh lên cõi trời, nay phải ở tại căn nhà rách nát này, 3 năm sau mới được lên phía trên vậy. Tiểu Đức về đến nhà muốn nghiệm đúng lời ấy, ngay trong đêm vội vàng sai người tìm hiểu hỏi han rõ ràng. Quả nhiên Lan Công vào ngày ấy ở chỗ Lan Công nằm ngủ, đến tối mà chết. Tiểu Đức đã khỏi bệnh, trong 7 ngày thiết lễ cúng dường làm phước rất nhiều, đến thời hạn bỗng nhiên mà qua đời. Chu Tuân liền miễn tất cả thuế má cho 2 gia đình, 2 vị tăng là Nam Công và Lan Công, cùng ở trong chùa mới. Đạo hạnh của A Nan Công rất tốt đẹp, không giống như những vị tăng khác. Câu chuyện thứ 5. Thời nhà Tống có Sa Môn Trúc Tuệ Xí, người dùng Tân Giả, trú tại chùa Tứ Tần, dùng Giang Lăng, bước vào năm thứ 2 thời Tống Vĩnh Sơ. Đệ tử thay thầy thiết hội 7 ngày. Ngày ấy sắp tối thắp hương xong, Sa Môn Đạo Hiền tiện thể đến nhìn Tuệ Xí. Đệ tử đến trước phòng bỗng nhiên mơ màng, dường như có người, nhìn rõ chính là Tuệ Xí. Dung mạo áo quần không khác gì lúc còn sống. Nói với Đạo Hiền rằng: "Bữa sáng ông ăn thịt ngon không?" Đạo Hiền nói: "Ngon." Tuệ Xí nói: "Tôi vì ăn thịt này sanh trong địa ngục chó đói." Đạo Hiền sợ hãi chưa kịp trả lời được, Tuệ Xí lại nói tiếp: "Nếu ông không tin thì thử nhìn xem sau lưng tôi." Thế là quay lưng lại chỉ rõ cho Đạo Hiền thấy có 3 con chó vàng, nửa hình giống như con lừa, mắt rất đỏ phát ra ánh sáng soi chiếu trong cửa, hình tướng muốn cắn Tuệ Xí mà lại đứng yên. Đạo Hiền kinh sợ bất tỉnh nhân sự, rất lâu mới tỉnh lại, nói đầy đủ sự việc ấy. 2 chuyện trên đây trích trong Minh Tường Ký. Câu chuyện thứ 6. Ngô Ấu Đế lên ngôi, gia các khác phụ giúp công việc triều chính. Tùng Tuấn làm thị trung đại tướng quân. Các khác mạnh mẽ, lại khinh người ngạo dực. Tùng Tuấn thì hiểm độc, dò xét mà thích phá hoại. Năm thứ 3 thời Ngô Phụng Hoàng, các khác đánh Tân Thành, không có công mà trở về. Tùng Tuấn mong dùng ảnh hưởng của Ấu Đế mà giết các khác. Hôm ấy tinh thần các khác bị rối loạn, suốt đêm không ngủ. Trương Ước, Đặng Duệ đem mưu kế của Tôn Tuấn nói cho các khác biết. Các khác nói rằng: "Thằng dại ấy sao có thể làm được, chẳng qua nhờ vào cơm rượu mà làm rượu độc để hại người thôi." Thế là những người thân tín lấy rượu thuốc tự mình mang theo. Các khác sắp đi vào thì con chó chạy theo ngậm lấy vạt áo của các khác, không đi được 3 bước. Các khác quay lại nhìn vỗ đầu con chó và nói rằng: "Sợ gì, không có khổ nạn đâu." Đã đi vào bên trong thì bị Tôn Tuấn phục binh giết chết. Sau Tôn Tuấn mắc bệnh mộng thấy, bị các khác đánh mà điên cuồng, nói là thường không thấy các khác, không bao lâu thì chết. Chuyện này trích trong Quan Hùng Chí. Câu chuyện thứ 7. Chu Vũ Đế thích ăn trứng gà, mỗi lần ăn mấy quả. Có quan giám thiện tên Nghi Đồng, gọi là Bạc Hổ, thường ngày dâng thức ăn lên nhà vua, có được sự sủng ái. Tuy Chân Đế lên ngôi vẫn còn tiếp tục làm giám thiên dâng thức ăn. Giữa thời Tùy Khai Hoàng đột ngột mà chết, nhưng chùm tim hãy còn ấm. Người nhà không đành lòng tẩm liệm, 3 ngày mới sống lại. Có thể nói năng được thì trước hết nói rằng: "Đưa tôi đến gặp Đấng Chí Tôn để thuật lại lời Vũ Đế." Đã ở ngay trước mắt mà thỉnh cầu, Văn Đế gọi ra để hỏi, nói rằng: "Bắt đầu bỗng nhiên thấy người đến gọi, đi theo đến một nơi có hàng rất rộng, mà đường đi thẳng vào, mới đến cửa hàng. Từ xa thấy phía tây có 100 kỵ binh xuất hiện, nghi thức hộ vệ giống như vua chúa. Chốc lát đến cửa hàng thì chính là Chu Vũ Đế." Nghi Đồng phái lạy. Vũ Đế nói: "Nhà chúa gọi ông chứng minh việc của ta mà thôi, thần ông không có tội." Nói xong liền đi vào trong cung. Sứ giả cũng dẫn Nghi Đồng khiến trông thấy cửa cung, dẫn đi vào trước sân, thấy Vũ Đế và nhà vua cùng ngồi, mà có thêm chung mạo cung kính. Sứ giả khiến Nghi Đồng phái lạy nhà vua. Nhà vua hỏi: "Ông làm thức ăn cho Vũ Đế, trước sau dâng lên bao nhiêu quả bạch đoàn,
Nghe đồn không biết Bạch Đoàn là quả gì, bèn quay lại nhìn hai bên. Quân lính hai bên giải thích rằng tên gọi của trứng gà là Bạch Đoàn ấy mà. Nghi Đồng liền trả lời: Vũ Đế ăn Bạch Đoàn thực sự không nhớ số lượng. Nhà vua nói với Vũ Đế: Người này không nhớ, trước mắt cần phải ra ngoài. Vũ Đế đau thương sầu thảm mà đứng dậy không vui. Bỗng nhiên trông thấy trước sân có chiếc giường bằng sắt cùng mấy chục ngục tốt, đều là đầu trâu thân người. Vũ Đế đã nằm trên giường, ngục tốt dùng xà ngang bằng sắt đè xuống. Hai bên sườn Vũ Đế có một chỗ toạc ra, toàn bộ gà con chui ra, chốc lát ngang cùng với chiếc giường, khoảng hơn 10 hộc. Thế là theo lệnh nhà vua đếm tất cả từ đầu đến cuối, thì giường và ngục tốt bỗng nhiên không thấy nữa. Vũ Đế đã lại ngồi bên cạnh chỗ nhà vua. Vũ Đế nói với Nghi Đồng rằng: Bởi vì ta nghe thiên tử Đại Tùy xưa cùng ăn với ta, kho tàng ngọc ngà lúa là quý báu cũng do ta để dành. Này thương ta vì quý diệt Phật Pháp nên cuối cùng vẫn chịu khổ báo to lớn, có thể làm công đức giúp cho ta. Ngay sau đó dân đế truyền lệnh cho người khắp đất nước, mỗi người trích ra một quan tiền để làm phước truy tiến giúp người đã khuất. Tùy ngoại tổ là Tề Công đích thân đến gặp để hỏi rõ thời gian, trở về nhà nói lại đầy đủ sự việc. Câu chuyện thứ 8. Sau trong thời Tùy Đại Nghiệp, ở huyện Trường An, Ung Châu, có người họ Triệu tên là Văn Giả, chết đã 7 ngày. Người nhà chuẩn bị mọi thứ sắp đưa vào quan tài. Bỗng nhiên có một chân lại, người nhà sợ hãi không dám đưa vào quan tài. Văn Giả được sống lại, quyến thuộc vui mừng hỏi nguyên cớ thế nào. Văn Giả nói cho biết rằng lúc ấy chết, thấy có người dẫn đi đến chỗ Diêm La Vương. Diêm La Vương hỏi Văn Giả lúc ông còn sống làm phước nghiệp gì. Văn Giả thưa với nhà vua: Thọ trì kinh Kim Cang Bát Nhã. Nhà vua khen rằng: Tốt lành thay, phước này là bậc nhất. Tuy ông có phước thiện nhưng lại dẫn ông đi chỉ rõ nơi nhận chịu tội lỗi của ông. Sai một người dẫn Văn Giả đi về phía bắc 10 bước, đến một bức tường có lỗ hổng, khiến Văn Giả đi vào trong lỗ hổng. Sát bức tường có người thò tay từ trong lỗ hổng nắm lấy đầu Văn Giả kéo ra, thật vô cùng vất vả. Được vượt ra bên ngoài bức tường, thấy địa ngục rộng lớn, vạc sôi, lò nóng, hình cụ tra tấn đau khổ, tội nhân chịu hình phạt đau khổ, không thể nào kể ra hết được. Ngay lúc ấy có rất nhiều loài heo, dê, gà, cá, ngỗng, vịt tranh nhau xuất hiện đi theo. Văn Nhã đòi trả mạng sống. Văn Nhã nói: Tôi không ăn thịt thân các người, tại sao lại bị thúc ép? Các loài súc sanh đều nói cho biết rằng ông ở trước kia vào nơi ấy, tháng ấy, mùa ấy, năm ấy, ăn đầu, chân, thân cánh của tôi, cắt lìa từng đoạn từng đoạn. Mọi người cùng ăn nuốt, tại sao lại giấu tội? Văn Nhã thấy súc vật dẫn ra sự thật, không dám chống cự, chỉ biết nhất tâm niệm Phật, hết sức hối hận về những tội lỗi, không nói ra được lời nào. Lúc ấy cầu mong loài súc vật cho được sống để tu đầy đủ phước thiện, đền trả tạ tội các loài súc vật. Các loài súc vật thấy được tu phước giúp thì lập tức thả ra. Sứ giả dẫn người đi qua nơi ấy, đem Văn Nhã đến chỗ nhà vua, nói trông thấy nơi nhận chịu tội lỗi rồi. Nhà vua đưa cho một cái bát đựng đầy đinh nhọn, khiến Văn Giả ăn hết, và dùng 5 chiếc đinh cấm vào đồ Văn Giả, cổ với tay chân cũng bị đóng đinh, sau đó tha cho qua. Văn Giả được sống lại, nói đầy đủ sự việc này, nhưng mắc bệnh đầu và tay chân vô cùng đau đớn. Mãi về sau tu phước thì sự đau đớn dần dần được chữa lành. Từ đó về sau chịu khó siêng năng trì tụng kinh Kim Cang Bát Nhã, không dám bỏ lỡ một chút thời gian, nhưng gặp đạo tục quen hay lạ đều khuyến khích thọ trì kinh Kim Cang Bát Nhã. Sau đó nhân dịp đi làm sứ, vào trong phòng làm việc của một trạm dịch, tạm thời dừng lại nghỉ ngơi, tự như muốn ngủ. Lúc ấy mộng thấy một người phụ nữ mặc áo xanh cấp tốc chạy đến cầu xin cứu mạng. Văn Nhã giật mình tỉnh ngủ, liền gọi trạm trưởng hỏi rằng: Ông không vì ta mà sắp giết hại sinh mạng chứ? Trạm trưởng đáp rằng: Thật sự vì quan lớn mà sắp giết thịt một con dê. Văn Nhã hỏi rằng: Con dê ấy có màu gì? Đáp:
là con dê cái lông cổ màu đen. Văn Nhã Bảo cho biết, ông lập tức thả ra đi, ta đưa cho ông giá trị số tiền chuộc lấy con dê mà thả ra. Nhờ vào quy lực của Kim Cang Bát Nhã mà cảm ứng để giúp đỡ chốn u minh như vậy. Câu chuyện thứ 9. Thời nhà Đường có người y Tôn Hội Phát hầu hạ trong đại điện, là người dùng tế âm. Vào năm thứ 13 thời Đường Trinh Quán, theo sai giá của nhà chùa đến hang Tam Thiện, cung Cửu Thành, cùng với Ngụy Thế Sư nhà bên cạnh, đã từng canh hai trong đêm nghe bên ngoài có tiếng người gọi Tôn Ngự Y. Hội Phát đứng dậy đi ra xem, bên ngoài nói là mệnh lệnh của Thái Sư. Đã ra ngoài trông thấy hai người, nói với Hội Phát rằng quan cho gọi Hội Phát. Hội Phát nói, tôi không thể nào đi bộ. Lập tức lấy ngựa cho Hội Phát cưỡi, đi theo hai người. Thế là cảm thấy trời đất sáng sủa như ban ngày. Hội Phát kinh ngạc mà không dám nói. Hai người dẫn Hội Phát ra khỏi hang, đi về phía đông nhà thờ các triều vua. Tiếp tục đi về phía đông bắc khoảng 6-7 dặm, đến hang Mục Túc, từ xa trông thấy có hai người bắt giữ hàng Phụng Phượng dẫn đi. Nói với hai người đang dẫn Hội Phát rằng, các ông truy tìm sai người rồi, tôi đã bắt được 9 người này, các ông nên thả người kia ra đi. Thế là Hội Phát được thả. Hội Phát theo đường đi mà trở về, rõ ràng không khác gì nơi đi lại thường ngày. Đã đến nhà buộc ngựa, thấy người hầu gái ngủ trước cửa, gọi mà không trả lời. Bước qua đi vào cửa, trông thấy thân hình người hầu gái cùng với vợ mình đều đang ngủ. Muốn đi đến mà không đến được, chỉ đứng kề bức tường phía nam, cất tiếng gọi to, nhưng người vợ hoàn toàn không trả lời. Trong nhà rất sáng, thấy trong cốc tường có hai con ruồi giữa màn nhện, một con lớn một con nhỏ, và thấy các vị thuốc đang treo trên xà nhà, tất cả đều rõ ràng. Chỉ có điều là không thể đi đến giường được, tự biết là mình đã chết, rất buồn phiền hối hận vì không thể từ biệt được cùng với vợ. Đứng dựa vào bức tường phía nam rất lâu, hơi mơ màng thì bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, cảm thấy thân thể đã nằm trên giường mà trong dạ tối đen không trông thấy gì cả. Gọi người vợ khiến dậy châm đèn, mà Hồi Phát đang dơ bẩn vô cùng, đứng dậy nhìn màn nhện rõ ràng không khác, thấy ngựa cũng rất dơ bẩn. Phụng Phương đêm ấy đột ngột mà chết. Đến 17 năm sau, Hồi Phát nhận được lệnh truyền chuỗi ngựa đến trạm dịch, hướng về Tề Châu chữa trị bệnh tật giúp cho Tề Chương. Trở về đến trạm dịch Hiếu Nghĩa ở phía đông vùng Lạc Dương, bỗng nhiên gặp một người đi đến hỏi rằng, ông là Tôn Hồi Phát có phải không? Hồi Phát nói, phải. Ông hỏi có việc gì? Đáp, tôi là quỷ mà thôi. Ngụy Thái Sư có văn thư tìm ông làm trong phòng ghi chép sổ sách, nhưng đó lấy văn thư ra chỉ cho Hội Phát. Hội Phát coi xong thì chính là Trịnh Quốc Công ngụy trưng ký tên. Hội Phát kinh ngạc, Trịnh Công không chết, vì sao ông chuyển giao văn thư? Quỷ nói, đã chết rồi, nay làm đô lục đại giám Thái Dương, nên khiến tôi mời ông. Hội Phát khiến ngồi cùng ăn cơm, quỷ rất vui cảm ơn Hội Phát. Hội Phát đề nghị, tôi nhận được lệnh truyền đi làm sứ chưa trở về, Trịnh Công không nên tìm tôi. Trở về kinh tâu bày sự việc xong, sau đó thuận theo mệnh lệnh có thể được chăng? Quỷ liền đồng ý. Thế là ngày thì cùng đi, đêm thì cùng ở lại, liền đến chăn hương. Quỷ chia tay nói, tôi đi qua cửa ải rồi đứng đó đợi ông. Hồi Phát đi qua cửa ải ra cổng phía tây, đã thấy con quỷ ở ngoài cổng. Tiếp tục cùng đi đến Tư Thủy, quỷ lại cùng với Hồi Phát chia tay nói, đợi ông tâu bày sự việc xong thì gặp nhau, ông có thể đừng ăn các loại tanh nồng. Hồi Phát đồng ý. Đã tâu bày sự việc xong rồi, hỏi thăm biết Trịnh Công đã chết, đối chiếu ngày Trịnh Công chết là ngày kia ở trạm dịch Hiếu Nghĩa. Hồi Phát tự cho rằng mình nhất định phải chết, cùng với người nhà từ biệt mà mời tăng hành đạo, tạo tượng chép kinh làm công đức. Khoảng chừng 6-7 ngày, trong đêm mộng thấy quỷ trước đây đến mời, dẫn Hồi Phát lên núi cao. Trên đỉnh núi có cung điện rộng rãi, đã đi vào bên trong gặp mọi người. Nhà vua chào đón nói rằng, người này tu phước không thể nào giữ lại được, có thể thả đi. Lập tức để Hồi Phát rơi xuống núi,
thế là giật mình tỉnh giấc. Từ đó về sau không xảy ra điều gì. Hồi Phát tự mình đến kể lại sự việc như vậy. Câu chuyện thứ 10. Thời nhà Đường ở huyện Đột Khâu, Ký Châu, có bà lão họ Lý, tuổi khoảng 70, không có con cái, chỉ một mình già yếu, nhưng có hai người nô tỳ. Nhà làm nghề bán rượu, thêm chút ít bột để kiếm chút chi phí cho việc chép kinh. Giữa thời Đường Trinh Quán vì bệnh mà tắt hơi, chết đã 2 ngày. Dụng cụ tẩm liệm đã có đủ, nhưng bởi vì trên ngực còn chút hơi ấm, sau đó mới sống lại, miệng nói: ban đầu có hai người đều mặc áo đỏ ở trước cửa gọi ra, phía trên có dấu hiệu phái đi truy tìm, thế là đi theo họ. Đi đến một khu thành có vẻ giống như tường thành bên ngoài của Châu quận, dẫn vào tòa nhà bên cạnh, trông thấy một quan lớn áo mũ rất bệ vệ ngồi tựa vào bàn làm việc. Tùy tùng thì rất nhiều, dưới bậc thềm có nhiều người mang công xiềng, phòng vệ thì nghiêm ngặt như còn sống. Quan phủ sai người hỏi bà lão: tại sao lạm dụng làm nghề bán rượu để lấy nhiều đồ vật của người ta? Muốn làm kinh pháp hoa đã gần 10 năm, vì sao lại không làm? Bà lão trình bày đầy đủ. Rượu khiến nô tỳ làm, số lượng cũng đều do nô tỳ. Kinh đã giao 1.000 đồng tiền cho an sư. Lập tức sai người truy tìm nô tỳ, trong chốc lát thì dẫn đến. So sánh xác đáng, chủ yếu là do nô tỳ, liền đánh phạt 40 roi rồi tha cho trở về. Sai người đến hỏi an sư, đáp rằng điều này là sự thật. Bèn nói với bà lão rằng: tha cho người rời khỏi nơi này 7 ngày, kinh chép xong sau này được sanh đến nơi tốt lành, ngay sau đó được sống lại. Lại có người hỏi để so sánh với lời của bà lão nói: lúc mới chết, nô tỳ bị bất tỉnh rất lâu mới tỉnh lại, trước mặt sau lưng đều bầm đen, đó chính là dấu vết của 40 roi phạt. Ấn thiền sư ấy vốn là khách tăng đến ở chùa Dùng Đột Khâu, tuổi gần 60-70. Từ lúc xuất gia thì hành hạnh đầu đà khất thực, thường ngày chỉ ăn một bữa, chưa hề tạm thời dừng bỏ. Đại đức xa gần thấy đều tôn kính ngưỡng mộ. Đến bà lão bị bệnh chết, ẩn sư mộng thấy có người mặc áo đỏ đến hỏi, trong giấc mộng đáp rằng chép kinh là thật. Bà lão bèn thuyết phục làng xóm quyến thuộc và ẩn thiền sư hành đạo, mướn nhiều người có học góp sức chung tay chép kinh. Kinh chép xong vừa đúng 7 ngày, lại trông thấy hai người trước đây xuất hiện trước mặt. Bà lão nói: sứ giả đã đến rồi, tất cả mọi người ở lại bình an. Tiếng nói dứt hẳn thì chết, ẩn sư vẫn còn sống, đạo tục đều khâm phục và tôn kính. Câu chuyện thứ 11. Thời nhà Đường, có Trịnh Sư Biện làm binh tào tham quân Đông Cung Hữu Giám Môn. Năm chưa đến 20 tuổi thì đột ngột mà chết, có 3 ngày sau sống lại, tự mình nói: ban đầu có mấy người đến bắt trói, dẫn đi vào cổng lớn của quan phủ, thấy có hơn 100 người tù đều xếp thành hàng đứng xoay quanh mặt về phía bắc, tất cả là 6 hàng. Những người đứng đầu hàng thì hình dáng bọc trắng, áo quần đẹp đẽ, giống như người cao quý. Người đứng hàng sau thì dần dần gầy ốm xấu xí, có người mang công xiềng, có người chỉ bỏ khăn đai, đều nắm tay áo đứng thành hàng, binh lính canh giữ chặt chẽ. Sự Biện đến đưa vào đứng thứ 3, phía đông hàng thứ 3, cũng bỏ khăn đai, nắm tay áo nối nhau. Sự Biện lo sợ dốc lòng niệm Phật, bỗng nhiên trông thấy chị Tăng quen biết nhau lúc còn sống xuất hiện đi vào trong vòng dây của binh lính. Binh lính không có ai ngăn lại, vì chạy đến chỗ Sư Biện nói rằng: lúc còn sống không tu phước, nay bỗng nhiên như vậy thì biết làm sao? Sư Biện nài nỉ cầu xin cứu giúp. Vị Tăng nói: nay tôi cứu ông, thoát ra được có thể trì giới hay không? Sư Biện chân chà đồng ý. Chốc lát sứ giả dẫn các tù nhân đi chào đến trước quan lớn, theo thứ tự thẩm vấn rõ ràng, đến ngoài cổng giảng dạy năm giới cho họ, dùng bình nước trưới lên trán mọi người, nói rằng: mặt trời còn đang ở phía tây,
lại lấy một tấm áo choàng màu vàng đưa cho sư biện và nói: khoác áo này đến nhà, đặt vào nơi sạch sẽ. Nhiều lần chỉ rõ đường trở về, sư biện khoác tấm áo choàng mà trở về đến nhà, cởi tấm áo choàng đặt trên gốc giường. Lát sau mở mắt cử động thân mình, người nhà kinh hãi tản ra, nói là thấy xác đứng dậy. Chỉ riêng người mẹ không rời xa mới hỏi rằng: con còn sống chăng? Sư biện nói: mặt trời đang còn ở phía tây. Ý sư biện lúc ấy ngỡ là ban trưa, cho nên hỏi mẹ. Mẹ nói: bây giờ đang nửa đêm con à. Mới biết sống chết trái ngược nhau, ngày đêm hoàn toàn sai khác. Đã đến lúc mặt trời ngã về tây thì có thể ăn uống mà hồi phục. Hãy còn thấy tấm áo choàng ở đầu giường, đến lúc sư biện có thể đứng dậy thì hình dạng tấm áo choàng dần dần phai mờ, mà vẫn còn có ánh sáng, qua 7 ngày mới hết. Sư biện dâng lời giữ gìn năm giới. Sau nhiều năm trôi qua, có người bạn khuyến khích nài ép ăn thịt heo. Sư biện không thể nào từ chối được, đành phải ăn một miếng. Đêm ấy mộng thấy đã quá làm la sát, trăng bóng đều dài mấy thước, bắt heo đang sống mà ăn thịt. Trời đã sáng, cảm thấy miệng có mùi tanh, gạt nhổ ra máu, khiến người nhìn xem đầy miệng là máu đông. Sư biện sợ hãi không dám ăn thịt nữa. Mấy năm sau cưới vợ, nhà vợ nài ép phải ăn, sau đó quả là không còn hiệu nghiệm. Nhưng mà sư biện từ 6 năm nay thân thể hôi thối, thường có nhiều vết lở nát rữa khác thường. Thân hình như vậy không thể nào chữa lành, chắc là sợ rằng bởi vì trước kia đã phá giới. Lâm Tích và sư biện cùng canh gác tại Đông Cung, thấy sự việc này tự mình nói rõ như vậy. Những chuyện trên đây trích trong Bình Báo Ký. Câu chuyện thứ 12. Thời nhà Đường có Vi Tri Thập ở vùng Kinh Triệu làm chức hữu kim ngô bên Tàu. Vào giữa thời Đường Vĩnh Huy, nấu một cái chân dê, nửa ngày hãy còn sống. Tri Thập phẫn nộ vô cùng. Mọi người nói dùng củi nhiều gấp 10 lần so với bình thường, không biết ý như thế nào. Như vậy vẫn ra lệnh tiếp tục nấu, lại vẫn như cũ. Thế là ra lệnh cắt xẻ, từ trong đó có được một pho tượng bằng đồng cao khoảng chừng 1 tấc, ánh sáng chiếu rọi rực rỡ với đầy đủ tướng tốt. Cả nhà của Tri Thập sợ hãi, suốt đời không dám ăn thịt uống rượu. Trung Sơn Lang dư lệnh tự mình nghe nói lại chuyện này. Câu chuyện thứ 13. Thời nhà Đường ở thôn Diêm, huyện Vạn Niên, Ung Châu, tức là vùng giữa của Bá Thủy và Vị Hà, thuộc tỉnh Thiểm Tây. Có người phụ nữ họ Tạ đi lấy chồng người họ Nguyên cùng huyện, sinh được cô con gái. Cô con gái lấy chồng người thôn Lông tên là Lai A Chiếu. Phụ nữ họ Tạ mất cuối thời Đường Vĩnh Huy. Tháng năm thứ nhất thời Đường Long Sóc, thác mộng vào nhà họ Lai. Phụ nữ họ Tạ nói: tôi vì lúc còn sống bán rượu làm thăng nhỏ, còn lấy giá quá nhiều, lượng rượu lại thiếu, nay vì tội lỗi này làm trâu trong nhà người ta ở chân núi phía bắc, gần đây bị bán cho nhà hạ hầu sư ở chùa Pháp Giới, nay đem tôi đến phía nam thành cày ruộng làm lúa, vô cùng vất vả khổ sở. Đến lúc tỉnh ngủ, cô con gái khóc lóc nói cho A Chiếu biết. Đến tháng giêng năm thứ hai thời Đường Long Sóc, có cô ni ở chùa Pháp Giới đến thôn của A Chiếu. Cô con gái bèn hỏi cô ni. Có ni nói cho biết có hạ hầu sư, chuyện này là có thật. Cô con gái liền đến chùa hỏi thăm. Trong chùa mới nói rằng gần đây ở dưới chân núi phía bắc mua được một con trâu, bây giờ đang cày đất ở phía nam thành đấy. Cô con gái liền khóc lóc cầu xin các ni trong chùa. Các ni bèn cho người đưa cô con gái đến chỗ ấy. Con trâu này bình thường chỉ có một người cấm chế được nó, nếu gặp người khác thì nhất định lồng lên chống cự dữ tợn. Thấy cô con gái đến, bèn liếm khắp thân thể của cô gái, lại còn chảy nước mắt xót xa làm sao.
cô con gái liền nhờ hạ hầu sư chuộc lại. Thế là tùy ý cô con gái dẫn đi. Này đang nuôi dưỡng ở nhà A Chiếu, cô con gái thường gọi là A Nương, cung cấp chăm sóc không thiếu sót. Dương Hậu phi đằng ở chốn kinh sư, nhiều lần khiến mời đến xem, tranh nhau giúp cho tiền bạc lụa là. Câu chuyện thứ 14. Năm thứ nhất niên hiệu Long Sóc nhà Đường, có tỳ kheo ni ở chùa Cánh Phước, Lạc Châu tu hành trong phòng, có trẻ nhỏ hầu hạ tên là Dậm Ngũ Ngương, sau đó qua đời. Tỳ kheo ni tu hành lập bàn thờ cho Ngũ Nương. Trải qua hơn một tháng, vào ngày nọ, chị gái và em trai của Ngũ Nương ở trong đêm khuya bỗng nhiên nghe tiếng rên rỉ trên bàn thờ. Cậu em trai ban đầu rất sợ hãi, sau mới hỏi là ai vậy, mới đáp chị lúc còn sống ở trong chùa mà ăn thịt, vì tội này nên chịu nhiều đau khổ, trên thân thể của chị có vết thương, sợ làm bẩn giường chiếu, em có thể lấy nhiều tro đặt trên giường. Cậu em trai theo lời nói ấy lấy tro trải lên, sau đó thấy trên giường có nhiều máu mủ, lại nói với em trai rằng chị gái ưu sầu không thể nào may áo quần được. Em trai thật là trách trới, nên đem vải đến đây chị may áo quần cho em. Cậu em trai đặt vải ở trên bàn thờ, trải qua một đêm thì xong. Lại nói với người chị gái rằng lúc còn bé bị kẻ lỡ, liền giết một con cua lấy nước của nó xoa vào vết lỡ được chữa lành. Đây vào địa ngục trường giao, trong thịt hiện có 7 mũi dao cẩy, mong chị nghĩ thương làm công đức cứu giúp cho em. Biết chị nhiều nỗi khó khăn, không thể nào lo liệu cứu giúp được, nhưng áo quần mang trên mình không ích gì cho người chết, này cũng chưa hư hại, xin lấy mà sử dụng. Trong lúc người chị chưa trả lời, bèn nói em tự đi lấy về. Hồi lâu lại nói áo quần đã mang đến rồi, đặt ở trên giường đấy. Người chị gái thử đến nhìn xem, chính là áo quần đã tẩm liệm. Liền chuyển đến nơi sư Bảo Hiến ở chùa Tịnh Độ, nhờ viết kinh Kim Cang Bát Nhã. Mỗi khi viết xong một quyển, liền báo biết rằng đã lấy ra một mũi dao. Viết xong tất cả 7 quyển, bèn nói 7 mũi dao đều được rút ra cả rồi, nên nhờ được phước giúp đỡ mà đi đầu thai. Cùng với chị gái và em trai khóc lóc từ biệt mà đi. Thẩm Huyền Pháp ở Ngô Hưng kể lại, Tăng Trí Cảnh ở chùa Tịnh Độ kể lại cũng giống như vậy. Những chuyện trên đây trích trong Minh Báo Thập Chi Ký. Căn cứ vào Tuyên Luật Sư Cảm Ứng Ký có nói rằng Tứ Thiên Vương cùng nói với Tuyên Luật Sư rằng thời Đức Phật tại thế tỏa ra ánh sáng rộng lớn, Đức Phật bảo giới các hàng trời người trồng quỷ thần. Chánh pháp của ta sau khi hoại diệt, có nhiều những hạng tỳ kheo chấp vào vô tích giáo pháp tiểu thừa của ta, không hiểu được ý nghĩa của tỳ ni, nói ta cho phép các tỳ kheo ăn thịt. Thế là các hạng tỳ kheo ở trong chốn già lam tăng thanh tịnh giết hại chúng sanh, giống như nơi thợ săn giết mổ bày bán. Lại có tỳ kheo mặc toàn lụa là sặc sỡ, đi lang thang khắp các quán rượu cùng với dâm nữ, không học hành rèn luyện ba tặng, không giữ gìn cấm giới, thương xót thay và khổ đau thay. Các tỳ kheo tệ hại bài bán giáo pháp của ta, sao lưỡi không trụng đi. Đức Phật bảo giới các tỳ kheo, ta ở trong vô lượng kiếp đến nay, xả bỏ đầu mắt tủy não, hoặc vào thời đói kém làm thân thịt lớn bố thí cho người đói khổ, hoặc dùng tài sản trong ngoài thân thể để bố thí, chưa hề đuối tiếc. Từ lúc mới phát tâm cho đến khi thành Phật, lẽ nào dạy cho đệ tử ăn thịt chúng sanh? Ta đã niết bàn, các tỳ kheo tệ hại tiếp tục bù vào chỗ ta, làm thầy của trời người, giảng dạy khuyên bảo chúng sanh, khiến cho đạt được đạo quả. Lẽ nào có thầy của trời người mà miệng ăn thịt chúng sanh? Lúc ta mới thành đạo, tuy trong tỳ ni khai ra cho phép ăn 3 loại thịt thanh tịnh, nhưng cũng không phải là chủng loại của 4 loại chúng sanh, mà chính là thịt của các loại thiền định, là thịt không nghĩ bàn được,
không phải các ông bà biết được. Tại sao bài bán giáo pháp của ta? Ta vào Niết Bàn ở trong Kinh Lăng Già có nói, tất cả các loại thịt của mọi sinh mạng đều đã đoạn hết, không cho phép người trì giới ăn thịt là thân mạng của các chúng sanh. Nếu có tỳ kheo tệ hại nào nói trong giáo pháp tỳ ni cho phép ăn cá thịt, cho phép mặc áo tơ tầm, thì đây đều là ma thuyết. Ta thành đạo đến nay cho đến lúc Niết Bàn, chỉ mặc ba y bằng giải thọ, giải bông, chứ chưa hề mặc lụa là sặc sỡ. Vì sao lại bài bán ta như vậy? Thiền thứ 94, Uế Trược. Thiền này có 4 phần: thuật ý, ngũ tân, tiệp khí, tiện lợi. Phần thứ nhất, thuật ý. Trăng năm ấm giả tạo không thực, bốn đại tạm bợ mong manh. Nhận sắc chất hư dối này, sự việc giống như hình vẽ. Cảm hình hài dơ bẩn này, lại giống như gạch chưa nung. Trong ngoài không có gì thật, chạm vào đều thành nhiễm trước. Lại thêm sắc chất dơ bẩn của diêm phù, toàn thân đều là vật bất tịnh. Thường ngày ăn thịt và uống rượu, luôn luôn ăn những loại hôi nồng, mùi thối tha xông thẳng lên cao, làm áo quần chư thiên trách toạc. Thiên thần trời xa không bảo vệ, ác quỷ liên tục đến xâm hại. Tăng ni phàm phu ở thế gian hãy còn không vui lòng tiếp cận, huống chi bậc thánh hiền xuất thế mà không thể tách lìa ra xa. Lại còn 8 đội cổ bức bách dày dò, 9 tai quả phá quỷ 5 tháng, từng niệm cứ qua đi, từng tâm khởi trội diệt, chỉ có đắm nhiễm theo 6 tình, cuối cùng rơi vào 3 đường ác. Nguyện tất cả tu thân dưỡng tánh, làm cho tâm tư mình thanh tịnh. Phần thứ hai, ngũ tân. Như Kinh Lăng Già nói, Đức Phật dạy: này đại tuệ, như vậy tất cả hành hẹ tới kiệu đều là loại hôi hám dơ bẩn bất tịnh, luôn luôn chướng ngại thánh đạo, cũng chướng ngại đến nơi thanh tịnh của trời người thế gian, huống là quả báo tịnh độ của chư Phật. Triệu cũng như vậy. Còn trong Kinh Niết Bàn có nói, ngay cả khi hành hẹ tỏi kiệu cũng đều như vậy, sẽ sanh vào nơi khổ đau dơ bẩn bất tịnh, luôn luôn chướng ngại thánh đạo, cũng chướng ngại đến nơi thanh tịnh của trời người thế gian, huống là quả báo tịnh độ của chư Phật. Triệu cũng vậy, luôn luôn chướng ngại thánh đạo, luôn luôn làm hại thiện nghiệp, luôn luôn sanh ra những lỗi lầm. Còn trong Kinh Tạp A Hàm nói, không được ăn 5 loại hôi nồng, đó là cây hành, củ hành, tỏi, hương cừ, lan thông. Còn trong Kinh Phạm Vọng nói, nếu là Phật tử thì không được ăn 5 loại hôi nồng, đó là đại toán, tức là tỏi, cánh thông, tức là hành, từ thông là hành cây, lan thông là hành hương, hương cừ là của kiệu. 5 loại này không được ăn. Còn trong Kinh Ngũ Tân Báo Ứng nói, bảy chúng đệ tử đều không được ăn thịt và các loại hôi nồng. Nếu ăn mà đọc tụng kinh luận thì mang tội. Có bệnh tật thì cho phép ở nhà bạch y ngoài chốn già lam để chữa trị đã đủ 49 ngày. Dùng nước nóng pha hương tắm gội xong, sau đó mới được phép đọc tụng kinh luận
thì không phạm. Còn trong các luật tăng kỵ thập tụng ngũ phần nói, lại không có cách nào chữa trị thì cho phép tỳ kheo bị bệnh ăn tỏi trong 7 ngày, ở một bên trong phòng nhỏ, không được nằm trên giường chiếu của tăng, nơi đại tiểu tiện của chúng, nơi giảng đường đều không được đến. Cũng không được nhận lời thỉnh cầu và ăn trong tăng, không được đến lễ lạy trước Phật, có thể ở nơi cúi chó mà lễ lạy từ xa. 7 ngày đủ rồi, tắm gội xong ướp áo quần mới được vào trong chúng. Nếu có mắc bệnh kẻ lỡ, thầy thuốc khuyên bảo cần phải dùng hương thơm chữa trị, thì Phật dạy trước hết nên cúng dường Phật rồi, sau đó mới cho phép xoa lên thân thể, vẫn ở nơi ngăn cách cùng giống như pháp trước. Tính cách của xuất gia thuần khiết hãy còn khiến làm theo pháp như vậy, huống là người phạm tục dơ bẩn mà cho phép ăn hay sao? Phần thứ ba, tiệp khí, xả hơi. Như luật tăng kỵ nói, nếu ở trong thiền phòng mà xả hơi thì không được tùy tiện xả lớn tiếng. Nếu đến lúc xả, nên nén chịu đựng dùng tay bịt mũi. Nếu không thể nào nén được thì nên dùng tay che mũi mà xả hơi, đừng để nước mũi cháy bẩn chỗ ngồi bên cạnh. Nếu bậc thượng tọa xả hơi thì nên nói quà nam, hàng hạ tọa xả hơi thì im lặng. Còn trong luật tứ phần nói, lúc Đức Thế Tôn xả hơi, các tỳ kheo chú nguyện rằng trường thọ. Lúc ấy có cư sĩ xả hơi và lễ lạy tỳ kheo, Đức Phật bảo tỳ kheo chú nguyện rằng trường thọ. Lại trong luật tăng kỳ nói, Đức Phật dạy, nếu hạ phong phát sinh bất chợt thì nên kiềm chế, nếu không thể nào chịu nổi thì nên đến ngồi phía sau, không được ở phía trước tùy tiện xả khí. Nếu khí phát sinh không thể nào chịu nổi thì nên ra khỏi đạo tràng, ở cuối gió mà thải ra. Còn trong kinh Tỳ Ni Mẫu nói, khí có hai loại, một là khí hướng lên trên, hai là khí hướng xuống dưới. Lúc khí hướng lên trên sắp phát ra, đừng hướng về người khác há miệng khiến cho phát ra, nên quay mặt hướng về nơi không có người mà há miệng để cho phát ra. Nếu lúc khí hướng xuống dưới sắp thoát ra thì không được phép thoát ra giữa chúng, cần phải tìm cách thuận tiện đi ra ngoài đến nơi không có người để cho thoát ra, sau đó hãy vào lại trong chúng, đừng khiến cho đại chúng chê bai là hạng dốt nát hèn hạ. Lúc vào chùa tháp không được tùy tiện thải khí hướng xuống dưới, ngồi dưới tán cây nơi chùa tháp và giữa đại chúng cũng không được làm cho khí thoát ra. Trước thầy và trước các đại đức thượng tọa cũng không được tùy tiện thải khí hướng xuống dưới phát ra tiếng. Nếu trong bụng có bệnh thì mau chóng nên đi ra ngoài, đừng làm cho người ta sanh tâm chê bai hèn hạ. Phần thứ tư, tiện lợi, vệ sinh. Như kinh Ưu Bát Kỳ Dương có nói, người đi đại tiện tiểu tiện tự do trên đất của pháp giới Già Lam, 500 đời rơi vào địa ngục Bạt Ba, sau trải qua 20 tiểu kiếp thường dùng khỉu tay ôm lấy đất thối tha dơ bẩn của nơi đại tiện tiểu tiện cho đến lúc xuống chốn âm phủ. Còn trong kinh Tỳ Ni Mẫu nói, trước phòng của các tỳ kheo sinh hoạt, tiểu tiện khắp nơi làm bẩn mặt đất, mùi hôi thối cũng không thể đi được. Đức Phật nghe nói nên bảo với các tỳ kheo, từ nay trở đi không cho phép các tỳ kheo đi tiểu tiện mọi nơi trong phạm vi tăng Già Lam, nên tập trung một nơi có ngăn che cách xa, hoặc dùng lọ sành, hoặc dùng ống cây chôn trong đất, đến đi tiểu tiện trong đó xong dùng vật khác đậy phía trên, đừng để cho phát ra mùi hôi thối. Lại trong kinh Tỳ Ni Mẫu nói, nếu lúc đi vào nhà xí thì trước hết nên lấy thẻ gỗ hoặc cọng cỏ đến trước cửa bật ngón tay 3 lần làm dấu hiệu, nếu có người hay loài phi nhân làm cho có thể nhận biết. Nếu không có thẻ thì không được. Không được chùi trên vách, không được chùi trên cột xà ván che nhà xí, không được dùng đá, không được dùng cỏ xanh, hòn đất, vỏ cây mềm, là mềm, các loại cây khác. Vậy nên sử dụng là gỗ, tre, lau sậy, làm thẻ tùy theo mức độ. Pháp dài nhất là 1 gang tay, ngắn là 4 đốt ngón tay.
đã dùng rồi không được dung chảy khiến cho bẩn trở thành sạch, không được bỏ vào trong các thẻ sạch. Đó gọi là pháp dùng thẻ và pháp đi vào trong nhà xí. Đi vào nhà xí có hai nơi, một là từ đầu đến cuối, hai là nơi sử dụng nước, ngồi đứng vén áo, tất cả giống như nơi từ đầu đến cuối không có gì khác. Trước cửa nhà xí đặt lọ nước sạch, lại nên đặt một cái lọ nhỏ. Nếu mình tự có lọ thì nên tự sử dụng của mình. Nếu người không có lọ thì dùng lọ nhỏ bên cạnh nhà xí, không được trực tiếp sử dụng lọ nước lớn của tăng làm cho phế bẩn. Đó gọi là pháp sử dụng nước trong nhà xí. Trước tháp, trước chúng tăng, trước hòa thượng A-xà-lê, không được há miệng to nhổ nước bọt trên đất. Nếu muốn nhổ nước bọt thì nên đến chỗ che khuất, đừng khiến cho người khác chê bai hèn hạ. Đó gọi là pháp khạc nhổ. Còn trong Tam Thiên Oai Nghi có nói rằng, nếu đại tiểu tiện xong không rửa sạch thì tỳ kheo phạm tội đột cát la, cũng không được ngồi trên chỗ ngồi thanh tịnh của tăng và lễ lạy tam bảo. Giả sử có lễ lạy cũng không có phước đức gì. Còn đến nhà sâu trước khi vào nhà xí có 25 điều. Một là lúc muốn đại tiểu tiện thì nên đi, không được trên đường đi mà làm lễ với thượng tọa. Hai, cũng không dẫn người khác lễ vào. Ba, lúc đi nên luôn luôn cúi đầu nhìn xuống đất. Bốn, đến rồi nên bật ngón tay 3 lần ra dấu. Năm, đã có người bật ngón tay đáp lại thì không được thúc ép. 6. Đã bước lên bệ đứng thẳng bật ngón tay xong mới ngồi xuống. 7. Ngồi ngay chính giữa. 8. Không được một chân trước một chân sau. 9. Không được làm cho thân nghiêng về một bên. 10. Vén áo túm lại, không được để cho trụ xuống trong hú xí. 11. Không được nín hơi quá làm cho đỏ mặt. 12. Nên nhìn thẳng về phía trước, không được quay đầu lại lắng nghe. 13. Không được làm bẩn tường vách. 14. Không được cúi đầu nhìn trong hố xí. 15. Không được nhìn chỗ kính. 16. Không được dùng tay nắm chỗ kính. 17. Không được lấy cỏ che đất. 18. Không được lấy cỏ vẽ lên tường vách làm chữ. 19. Dùng nước không được hao phí nhiều. 20. Không được làm bẩn nước rửa. 21. Dùng nước không được đưa tay trước nắm tay sau. 22. Dùng đất nên làm qua 3 lần. 23. Nên dùng xà phòng. 24. 3 lần dùng nước rửa sạch. 25. Nếu thấy nước, cỏ, đất đã hết thì nên nói với người chịu trách nhiệm trực nhật. Nếu tự tay mình lấy bổ sung thì đó là điều rất tốt. Còn trong luật Tăng Kỳ nói, đi đại tiện tiểu tiện xong không dùng nước để rửa sạch mà tiếp nhận sử dụng đồ vật, bàn ghế, giường chiếu của tăng thì phạm lỗi. Còn trong luận Ma Đức Lạc Già nói, đi đại tiện tiểu tiện xong không dùng nước để rửa sạch thì không được lễ lạy. Nơi khác không có nước, hoặc bị loài phi nhân nổi giận, do thủy thần nổi giận, hoặc là uống các loại thuốc thì cho phép không phạm. Còn trong kinh Tam Thiên Oai Nghi nói, không dùng nước để rửa sạch mà lễ lạy Đức Phật, giả sử lễ lạy thì cũng không có công đức gì. Còn trong kinh Tạp Thí Dụ nói, có một tỳ kheo không bật ngón tay ra hiệu mà đại tiện tiểu tiện, tác đồ dơ bẩn trúng trên mặt quỷ. Ma quỷ rất tức giận muốn giết hại Sa Môn. Sa Môn trì giới thanh tịnh, ma quỷ đi theo trình trập tìm kiếm khuyết điểm của Sa Môn, nhưng không sao có được dịp thuận tiện. Đã biết điều này thì khi vào nhà xí nhất định phải cất tiếng làm hiệu cho biết. Còn trong kinh Hiền Ngu nói, xưa vào thời Đức Phật tại thế, trong thành Xá Vệ có một người nghèo túng tên là Ni Đề, rất nghèo túng hèn hạ, thường đi đổ phân cho người ta. Đức Phật biết đến lúc độ được liền dẫn A Nan đi đến chỗ ấy. Đúng lúc gặp Ni Đề gánh phân ra ngoài thành, mà lúc sắp đổ bỏ thì bình dở làm bẩn thân hình. Từ xa trông thấy Đức Thế Tôn, trong lòng sanh ra xấu hổ vô cùng, không còn lòng dạ nào để gặp được Đức Phật. Đức Phật đến chỗ ấy khoan dung thuyết pháp cho nghe,
Ni Đề liền phát sinh tính tâm muốn được xuất gia. Đức Phật bảo A Nan dẫn đến giữa sông lấy nước tắm rửa xong, đem đến Tinh Xá Kỳ Hoàng. Đức Phật thuyết pháp cho nghe, đạt được quả Tu Đà Hoàng. Ngay sau đó xuất gia, đạt được quả A La Hán. Người trong nước và vua quan nghe người đó xuất gia đều sanh lòng oán hận. Tại sao Đức Phật cho phép người này xuất gia? Vua Ba Tư Nặc liền đến nơi Đức Phật mong làm rõ điều này. Đúng lúc gặp Ni Đề đang ngồi trên tảng đá lớn ngoài cổng Tinh Xá Kỳ Hoàng, may giá lại chiếc y cũ. 700 chư thiên đang cúng dường hương hoa. Nhà vua trông thấy rất hoan hỷ, thỉnh cầu trình bày rõ lên Đức Phật. Tỳ kheo Ni Đề ẩn thân hình vào trong tảng đá, ra vào thật tự tại, trình bày rõ ràng đã xong. Nhà vua đến nơi trước tiên thưa hỏi việc này: Tỳ kheo trước đây họ tên như thế nào? Đức Phật bảo giới nhà vua: chính là người hèn hạ nhất trong nước của nhà vua, đó là Ni Đề, đi đổ phân thuê ấy mà. Nhà vua nghe Đức Phật giải thích thì tâm bại bán, lập tức trừ hết, đến chỗ Ni Đề nắm chân làm lễ, sám hối tạ từ. Nhà vua thưa với Đức Phật rằng: tỳ kheo Ni Đề xưa kia cái trang nghiệp gì mà nhận chịu thân phận hèn hạ này? Đức Phật bảo giới nhà vua: xưa kia sau khi Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn, có một tỳ kheo xuất gia tự tại, nắm giữ tăng sự, thân có chút bệnh quạng, lười nhác đứng lên trái vào nên đại tiện tiểu tiện trong đồ dùng, sai một đệ tử mang đi đổ. Nhưng người đệ tử ấy là thánh nhân Tu Đà Hoàng, vì nhân duyên này trồi lằn trong sanh tử, luôn làm thân người hèn hạ, trong 500 đời làm người đi đổ phân thuê. Nhờ công đức xuất gia trì giới xưa kia, nay được gặp Phật mà xuất gia đắc đạo. Bởi vì nghĩa này nên không được đại tiện tiểu tiện trong phòng, vốn có dẫn đến tội lỗi như trước. Nhiều lúc thấy người phàm tục lười nhác, không luôn tự mình vận động, đặt đồ vật dơ bẩn mà đại tiện tiểu tiện ở trong phòng, khiến người khác hàng ngày mang đi đổ, đời chỉ lai chắc chắn rơi vào địa ngục. Dù cho được ra khỏi địa ngục, nhưng vẫn còn làm thân heo, chó, bọ, hung, sâu dòi nơi nhà xí. Còn trong kinh Phật Thuyết Trừ Tai Họa có nói rằng: Đức Phật bảo A Nan, đời quá khứ xưa kia, vào thời Phật Ca Diếp, tuổi thọ con người là 2 vạn năm. Phật sự hoàn tất lại xả thọ mạng nhập Niết Bàn. Lúc bấy giờ có vị vua tên gọi Thiện Cánh, cúng dường xá lợi xây tòa tháp bằng 7 thứ báo. Cao 1 do tuần, tất cả chúng sanh thắp đèn đốt hương, cúng dường hương qua lễ lạy thờ kính. Lúc ấy có nhiều người nữ muốn cúng dường tòa tháp, liền cùng dẫn nhau đến quét dọn sạch sẽ trong tháp. Lúc ấy có phân chó làm dơ bẩn đất trong tháp, có một người nữ dùng tay nhúm lấy chất đi. Lại có một người thấy người nữ ấy dùng tay nhúm lấy phân chó dứt đi thì nhổ nước bọt cười nói rằng: tay cô đã dơ bẩn, không thể đến gần được. Người nữ ấy mắng ngược lại: bà tệ hại như vật dâm ô, nước rửa thì tay tôi liền được sạch. Y cung kính đối với Đức Phật là bậc thầy của trời người, không hề ngưng lại, tay dọn sạch mọi thứ bất tịnh xong, liền rửa tay đi vòng quanh tháp cầu nguyện. Này quét dọn đất tháp, mọi thứ dơ bẩn được trừ sạch, khiến cho con đời đời tiêu diệt mọi trần lao cấu nhiễm, được thanh tịnh không còn quấy tạp. Những người nữ quét dọn đất tháp lúc ấy, nay chính là những người nữ trong pháp hội này. Lúc bấy giờ quét dọn đất tháp nguyện diệt trừ trần lao, nay uống được vị cam lộ. Người nữ dùng tay nhúm bỏ phân chó lúc bấy giờ, nay chính là nại nữ. Lúc bấy giờ phát nguyện không hội tụ cùng với sự ô uế mà do thanh tịnh sanh ra, nhờ phước báo này không chữa vào nơi hôi hám dơ bẩn của bào thai, mà luôn luôn nhờ nơi hoa sanh ra. Bởi vì lúc bấy giờ phát ra một tiếng ác mắng là dâm nữ, nên nay nhận lấy tên gọi là dâm nữ này, mà gặp được Phật, được nghe pháp, đạt đến quả Tu Đà Hoàng. Còn trong kinh Tạp Bảo Tạng nói: pháp của Nam Thiên Trúc thì nhà có một đồng nữ, nhất định phải khiến cho sáng sớm quét dọn sạch sẽ trong sân và hai bên cửa ngõ. Có cô gái của trưởng giả sáng sớm quét dọn sân ngõ, đúng lúc gặp Như Lai đi qua ở trước cổng,
trông thấy sanh lòng quan nghĩ, chú ý nhìn Đức Phật. Thọ mạng xoay chuyển ngắn ngủi, liền qua đời sanh lên cõi trời. Người sanh lên cõi trời thì pháp có ba ý niệm, tự mình tư duy rằng vốn là thân nào, tự biết mình là thân người, nay sanh đến nơi nào, chắc chắn biết là cõi trời. Xưa làm nghiệp gì mà sanh đến nơi này, biết là nhờ thiện nghiệp được thấy Đức Phật mà sanh lòng quan hỷ, cảm được quả báo này. Cảm ơn đức sâu nặng của Đức Phật nên đến cúng dường Đức Phật. Đức Phật liền thuyết pháp cho nghe, đạt được quả vị Tu Đà Hoàn. Còn trong luận Tân Bà Sa có nói, xưa ở nước Đức Xoa Thi La có một người nữ đến lễ lạy Nguyệt Quang Vương, bố thí 1000 thân bạn. Vua U Vương đã dựng lên miếu thờ linh thiêng tôn kính, thấy có phần chó nên ở trước tòa tháp thờ Phật liền dấy lên suy nghĩ như vậy: nơi này thanh tịnh, tại sao phân chó làm ô uế trong đó? Thế là dùng tay hút dọn sạch sẽ, lấy bột thơm xoa lên. Nhờ sức mạnh của thiện nghiệp khiến cho khắp thân thể người nữ này phát ra hương thơm giống như cây chiên đàn, trong miệng thường tỏa ra hương thơm của hoa sen xanh. Nếu các chúng sanh bởi vì không giữ gìn sạch sẽ thì dựa vào phiền não bên trong mà cảm đến sự uế trượt bên ngoài. Vì vậy luận có tụng nói rằng những loại cỏ xấu của thế gian luôn luôn làm ô uế ruộng tốt. Như vậy những tham dục xấu xa làm cho ô uế các hàm thức. Những loại cỏ xấu của thế gian luôn luôn làm ô uế ruộng tốt. Như vậy những sân hận xấu xa làm cho ô uế các hàm thức. Những loại cỏ xấu của thế gian luôn luôn làm ô uế ruộng tốt. Như vậy những ngu si xấu xa làm cho ô uế các hàm thức. Lại trong kinh Hiền Ngu nói, thời Đức Phật tại thế, bên cạnh thành La Duyệt có một đầm nước bùn dơ bất tịnh, rất nhiều những loại phân dơ. Nhân dân trong thành đem phân dơ nước tiểu đổ vào trong đầm. Có một con trùng to lớn, hình dáng của nó giống như con rắn, lại có 4 chân, ở trong đầm nước ấy chạy băng băng từ đông sang tây, lúc ẩn lúc hiện, trải qua 5 tháng vẫn thường ở trong đó, nhận chịu vô lượng khổ đau. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn dẫn các tỳ kheo đi đến chỗ đầm nước ấy, hỏi các tỳ kheo rằng: các ông biết túc duyên hành nghiệp của con trùng này hay không? Các tỳ kheo đều thưa: thưa Đức Thế Tôn, chúng con không biết. Đức Phật giảng giải: thời Phật Tỳ Bà Thi, có nhiều khách buôn đi chào biển lấy vật báu, có được nhiều châu báu, về đến nơi bình an, chọn những loại quý báu nhất dùng để cúng dường chúng tăng. Quy định đợi đến lúc chúng tăng dùng cơm, tăng tiếp nhận vật báu ấy giao cho Ma Ma Đế. Vào sau khi tăng dùng cơm gần xong, thuận theo xin lấy vật báu ấy mà không đưa cho, chúng tăng hết sức đòi lại. Ma Ma Đế giận dữ mà nói với họ rằng: bọn ông ăn phân, vật báu này thuộc về tôi, vì sao lại đòi lấy? Bởi vì lừa dối tăng mà lại ác cụ mắng nhiếc, nên thân mạng kết thúc liền trở vào địa ngục A Tỳ. Thân thể thường trằn trọc trong phân sôi, trải qua 91 kiếp mới từ địa ngục thoát ra, nay trở vào trong này. Từ thời thức Phật cho đến đây đều làm thân con trùng ấy. Đến ngàn vị Phật ở hiện kiếp, trải qua mỗi thời đều chịu quả báo như vậy. Còn trong kinh Bách Duyên có nói rằng, thời Đức Phật an trú trong tinh xá Trúc Lâm, Ca Lan Đà, thuộc thành Vương Xá, Tôn giả Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, lúc thiết bày sắp ăn, trước tiên quán sát về địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sau đó mới ăn. Mục Kiền Liên thấy một ngạ quỷ, thường giống như cây cột cháy đen, bụng giống như thái sơn, cổ họng giống như kim nhỏ, tóc giống như dao nhọn, quấn quanh đâm vào thân thể, giữa các khớp xương đều phát ra lửa, trên trĩ gọi to chạy lồng lộn khắp nơi, cầu tìm phân dơ nước tiểu để mà ăn uống, đau khổ mệt mỏi suốt ngày mà không thể nào có được. Mục Kiền Liên hỏi ngạ quỷ rằng: ông tạo nghiệp gì mà nhận chịu đau khổ như vậy? Ngạ quỷ đáp: nơi có mặt trời không cần phải nhờ đến đèn đuốc, Như Lai Thế Tôn
nay hiện còn giữa thế gian, thầy có thể tự mình thưa hỏi, nay tôi đói khát không thể nào trả lời thầy nổi. Lúc bấy giờ Mục Kiền Liên đi đến nơi Đức Phật thưa hỏi Như Lai đầy đủ, đã tạo nghiệp hành gì mà nhận chịu đau khổ như vậy, đem đầy đủ sự việc trên để thưa hỏi. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo với Mục Kiền Liên rằng, nay ông cố gắng lắng nghe, ta sẽ nói cho ông. Trong hiền kiếp này, trong thành Xá Vệ có một trưởng giả, tiền bạc châu báu vô lượng, không thể nào tính kể, thường sai tôi tớ ép lấy nước để đem tặng cho các quyền quý cao sang. Có vị Bích Chi Phật mắc bệnh rất khát, thầy thuốc giỏi kê đơn thuốc, khuyên nhủ rằng uống nước mía thì bệnh sẽ mau khỏi. Lúc ấy có vị Bích Chi Phật đi đến nhà trưởng giả xin nước mía. Trưởng giả vào lúc ấy thấy vị này đến rất quan hỷ, liền nói với vợ mình là Phú Na Kỳ, tôi có việc gấp nhất định phải đi ra ngoài, bà ở sâu á, lấy nước mía cúng dường vị Bích Chi Phật. Lúc ấy bà vợ đáp, ông cứ đi ra ngoài đi, tôi tự mang đến sau cũng được. Lúc người chồng đi ra rồi, bà vợ lấy bát của vị Bích Chi Phật đến nơi che khuất, tiểu tiện vào trong bát, lấy nước mía phủ lớp trên bát đưa cho vị Bích Chi Phật. Vị Bích Chi Phật nhận rồi liền biết không phải là nước mía, thế là đổ bỏ xuống đất, ôm bát không mà quay về. Sau bà vợ trưởng giả mạng chung rơi vào trong loài ngạ quỷ, thường bị đói khát làm cho bức bách vô cùng, vì nghiệp duyên này mà nhận chịu khổ đau như vậy. Đức Phật bảo với Mục Kiền Liên, cần phải biết rằng bà vợ của trưởng giả ấy lúc bấy giờ này chính là ngạ quỷ Phú Na Kỳ. Lúc Đức Phật thuyết về nhân duyên này, các tỳ kheo đều xả bỏ chuyên nghiệp tham lam keo kiệt, chán ghét sanh tử. Có người đạt được 4 quả sa môn, có người phát tâm Bích Chi Phật, có người phát tâm Bồ Đề Vô Thượng. Lúc bấy giờ các tỳ kheo nghe Đức Phật thuyết giảng, tất thảy đều quan hỷ dâng lời thực hành. Tụng rằng, ăn báo thịt thân mạng loại khác, tham độc không có lòng yêu thương, nuôi sắc chất dơ bẩn thân này, dòi bọ chui trúc ở bên trong, không giữ gìn vật sạch của tăng, đau khổ không biết đến bao giờ. Nhân duyên cảm ứng. Sơ lược dẫn ra 3 chuyện. 1. Thích Tuệ Quả thời Tống. 2. Thích Hoàng Minh thời Tề. 3. Hứa Thị vợ của Tạ Hoàng thời Đường. Câu chuyện thứ nhất. Thời nhà Tống có sa môn Thích Tuệ Quả ở chùa Ngõa Quan chốn Kinh Sư, là người cùng Vũ Châu. Thuở trẻ lấy cơm trao khổ hạnh làm sự nghiệp của mình. Đầu thời nhà Tống đi đến chốn Kinh Sư, dừng lại trong chùa Ngõa Quan tụng Pháp Hoa Thập Địa. Đã từng ở trước nhà xí, thấy một con quỷ, kính chào Tuệ Quả và nói rằng, xưa làm duy na cho chúng tăng, còn nhỏ không đúng như pháp, nên đọa vào trong loài quỷ ăn phân. Pháp sư đức hạnh thuần khiết cao minh, lại lấy từ bi làm ý nghĩa, nguyện giúp cho phương pháp để cứu ra. Lại nói, xưa có 3.000 đồng tiền chôn ở dưới gốc cây thị, nguyện lấy dùng làm phước. Tuệ Quả liền bảo cho mọi người đào lấy, quả nhiên 3.000 đồng tiền làm giúp cho một bộ pháp hoa và thiết trai cúng dường. Sau đó mộng thấy con quỷ này nói, đã được thay đổi đời sống tốt hơn ngày xưa rất nhiều. Tuệ Quả qua đời vào năm thứ 6
niên hiệu Tống Thái Thị, hưởng thọ 76 tuổi. Câu chuyện thứ hai. Trong thời Tề Vĩnh Minh, có sa môn Thích Hoàng Minh ở Cối Kê dừng lại trong chùa Dân Môn tụng Pháp Hoa, lễ sám làm sự nghiệp. Cứ mỗi sáng sớm thì bình nước tự nhiên đầy, thực sự là chư thiên đồng tử cung cấp để sử dụng. Lại cảm có con hổ đến bước vào phòng, nằm sát trước giường, rất lâu mới chịu đi. Con thấy trẻ thơ đến nghe kinh mà nói rằng: xưa là sa di ở chùa này, vì lấy trộm thức ăn trong bếp của tăng, nên nay đọa vào trong nhà xí. Nghe bậc thượng nhân đọc kinh, cho nên cố gắng sức đến nghe, nguyện giúp cho phương tiện, mong mỏi tránh được khổ lụy này. Ngày mai thuyết pháp cho nghe, hiểu rõ rồi mới ẩn đi. Sau đó yêu tinh ở núi đến làm đảo loạn, sáng tỏ mới bắt lấy, dùng dây lưng trói lại. Quỷ nhận lỗi liền tha cho, vì vậy vĩnh viễn chấm dứt, không còn quấy nhiễu. Hai chuyện trên đây trích trong Lương Cao Tăng truyện. Câu chuyện thứ ba. Thời nhà Đường có vợ của Tạ Hoàng Kính ở quận Trần, người họ Hứa dùng Cao Dương. Năm thứ nhất Đường chủ đức gặp phải tai họa mà chết, trải qua 4 ngày mà sống lại, nói rằng bị 20-30 người bắt dẫn đến địa ngục. Chưa thấy quan phủ thì nghe gọi, tuy không biết mặt nhưng tự như là giọng nói của Dượng, tức chồng của cô, Thẩm Cát Quan. Hứa thì hỏi rằng tiếng nói tự như là Dượng Thẩm, vì sao lại không có đầu? Người phương Nam gọi chồng của cô gì đều là Dượng với họ của người đó. Các quan liền dùng tay xách đầu của mình ra, đặt ở trên cánh tay mà nói với Hứa Thị rằng: cháu tạm thời ở trong đây, đừng đi đến tòa nhà phía Tây, đợi ta đến thưa thỉnh cho cháu thì phải được thoát ra. Liền đứng lại ở nơi đã nói, lại không thấy gì cả. Các quan dừng lại thông thả, tự như có trụ tính điều gì. Tất cả trải qua khá lâu, các quan mới đến nói với Hứa Thị rằng: này cháu đến đây, nhà vua muốn khiến cháu làm vũ nữ cho ông ta. Giả sử có người dẫn vào gặp, thì cháu không cần phải nói là biết đàn sáo gì cả. Nếu như không biết làm gì, thì biết rằng có thể dẫn ta làm chứng. Lát sau có quân lính ôm văn bản dẫn đi vào. Quả nhiên nhà vua hỏi: biết đàn sáo hay không? Hứa Thị nói không biết. Lại nói: Thẩm Các Quan có biết? Nhà vua hỏi Các Quan, đáp rằng không biết. Nhà vua nói: nên sớm tha cho trở về, không cần phải giữ lại. Lúc ấy các quan sắp lên đường, liền cùng với người cầm văn bản tính toán, không hiểu rõ lời nói của họ. Người cầm văn bản nói: lực công đức của cô tuy mạnh, nhưng bởi vì trước kia có chút lỗi lầm, thuận theo nhận chịu, làm cho thân nghiệp đều sạch sẽ, há không vui sướng hay sao? Lại dẫn đi vào một tòa nhà lớn khác, cổng vào rất nhỏ, cũng thấy có nhiều người chịu tội. Hứa Thị rất kinh sợ, bèn cầu xin với người đứng đầu rằng: lúc còn sống tu phước thì tội lỗi gì mà đến chỗ này vậy? Đáp: cô đã từng dùng bát không sạch đựng thức ăn cho cha mẹ, cần phải nhận chịu tội lỗi này mới có thể thoát ra được. Liền lấy nước đồng sôi trót vào miệng, đau khổ vô cùng. Lúc sắp tỉnh lại, trong miệng đều bị nát nhừ. Các quan liền nói: có thể để cho người này nhận một bản kinh ghi nhớ, lấy mang về thọ trì, đừng lười nhác. Từ nay trở đi bảo đảm sống thêm nhiều năm. Hứa Thị sanh ra lớn lên chưa hề tụng kinh, sau khi tỉnh lại thì tụng được một quyển kinh, tìm hiểu hỏi han giữa chốn nhân gian vốn chưa hề có. Nay thấy thọ trì độc tụng không thiếu sót, kinh ấy thấy còn, văn diệu không ghi lại. Sau khi sống lại thì các quan hãy còn, 2 năm về sau mới bị giết hại. Tất cả những người thân thuộc có ai sắp chết 3 năm trước đây ở dưới địa ngục đã được thấy trước. Hứa Thị đi theo cha và em trai là Nhân Tắc nói lại những điều này. Chuyện trên đây trích trong Bình Báo Ký.
chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa rời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp, tâm bồ đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang Tạng Thư Phật Học .net qua email tangthuphathoc@gmail.com hay pháp âm tangthuphathoc@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu. Nam mô A Di Đà Phật.